Phong và xin chào mừng tất cả các quý vị đã quay trở lại với chương trình Mỗi tuần một ca khúc. Lời đầu tiên, cho phép Lan Hương xin được gửi tới các quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc mọi người có một năm mới an khang, thịnh vượng, phát tài và thành công. Thực sự đây, bị hâm đây, em ơi dở hơi nhở. Thế thì ngày hôm nay Hương sẽ gửi đến mọi người một bài hát mà mọi người đã, rất nhiều người đã order cho Hương kiểu phải 100, 1.000, 1 tỷ lần rồi ấy. Xong rồi Hương vẫn quyết định không hát, chưa cover bởi vì lần nó khó. Nhưng mà thôi không sao, đầu năm thì chắc là mọi người cũng dễ dãi thôi. Mà nên thế nhô, không có là khó tính quá, không tốt đâu, khổ lắm. Nên là Hương quyết định sẽ hát bài 24 giờ này bất chấp mình có hát được hay không. Bắt đầu nha. Anh sẽ chẳng quay về, dù giờ có không hết nước mắt trong lòng, chẳng thể giữ anh ở lại bên.
ai bên em. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã nghe hết được ca khúc vừa rồi. Mặc dù là thỉnh thoảng có đôi chỗ nó hơi vấp váp một chút nhẹ, nhưng mà không sao nhá, hứa rồi nhá, đầu năm không được khó tính nhớ chưa, phải dễ dãi nhớ chưa. Nếu như mà mọi người thích ca khúc vừa rồi và thích cái sự nét căng cực của chiếc camera mới ngày hôm nay thì hãy like, share và subscribe cho kênh channel, cho channel của Hương nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin hẹn lại mọi người vào những số tiếp theo. Bye bye.